Hello, xin kính chào quý khán thính giả. Tôi, bác sĩ Ngô Trọng Tuấn, hôm nay tôi xin đọc chuyện đọc bài Đôi mắt quan tòa. Đôi mắt quan tòa là chuyện có thật. Câu chuyện thật này đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Một cây bút Tây phương có biệt tài để viết tiểu thuyết Mồ hôi lạnh Suspension của William Irish cách đây 40 năm đã viết, dựa vào đó để viết một đoạn thiên I That Watch You. Đôi mắt quan tòa mà bạn đọc sắp thưởng thức sau đây là một ly cocktail gồm một phần chuyện thật của Hy Vãn, một phần chuyện sắp xếp của Irish cộng thêm phần lớn kỹ thuật bố cục thắt nút tưởng tượng của người thứ ba. Bà Cúc cũng như Mọc Hiền, Thế Nhân cũng như Quang Vinh là những nhân vật tiểu thuyết. Thế nhưng tiểu thuyết hòa trộn với thực tại nào dẫn đến nỗi chúng ta sẽ bị thảm trạng gia đình trong Đôi mắt quan tòa có thể đã là thảm trạng gia đình trong xã hội Việt Nam bây giờ. Người thứ ba. Đây là đoạn chuyện của một tập truyện gọi Z28, chuyên viên về tiểu thuyết Mồ hôi lạnh Z28. Đôi mắt quan tòa hôm qua cũng như hôm nay, cũng như ngày mai, cũng như chuỗi ngày sẽ tới, cũng như những ngày, những tuần, những tháng, những năm dài nơi đây tràn đầy phiền muộn quá khứ. Cuộc đời nơi đều là nghiệp ấy, cuộc đời nặng chịu chán chường và buồn thảm ấy là cuộc đời của bà Cầm. Cuộc đời sống không ra sống, chết không ra chết, từ 15 năm nay rồi. Cũng như hôm qua, bà Cực ngồi bất động trong cái xe lăn Phế Nhân quen thuộc, nhìn xuống đường phố náo nhiệt. Bà cầm nắng bao lên phòng bà, nhìn ra hướng đông, cho nên mỗi sáng xe lăn của bà được đẩy từ giường ra bao lên. Bà Cực mắc một chứng bệnh kỳ lạ, bà đang khỏe mạnh làm lụng từ sáng đến khuya không mệt, bỗng sụi lơ một bên hông rồi cả hai bên, rồi dần dần bị bại hoàn toàn từ gan bàn chân lên cổ. Rồi dần dần một bức tường kiên cố vô hình sập xuống ngăn bà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà bị tê liệt, xong bà còn trò chuyện về với đứa con trai độc nhất còn lại của bà. Đùng một cái, bà cầm căn bệnh quái ác thâm nhập dây thần kinh lưỡi miệng. Bà Cực chỉ còn cặp tai và cặp mắt, mối liên lạc giữa bà và Thế Nhân. Số bà thật Cực, bà mang tên Cực là đúng. Đúng ra tên bà là Cúc, Thu Cúc, không phải Cực. Bà là con gái cưng của một nhà điền chủ, có tiếng tăm ở Lục Tỉnh. Ở Lục Tỉnh thì ruộng cò bay thẳng cánh, mà tại đô thị thì san sát nhà cửa, thì thu hoa lợi cũng đủ ăn chơi phủ phê từ đời này sang đời khác. Từ thuở chào đời, bà được hầu hạ chăm chút, nhưng chẳng hiểu sao bà lại thích lam lũ. Bà ghét cảnh cơm bưng nước rót lên xe xuống đường. Cha mẹ bà bèn gọi trạch tên bà là Cực để giễu cợt sự tích cực cách vô lý ấy. Bà lấy luôn tên Cực khi lên xe hoa về nhà chồng. Cha mẹ quy tiên, bà được chia khá nhiều sản nghiệp. Bà sinh 6 lần, cả phải lũ con bà lần được chết, không đứa nào sống qua tuổi ấu thơ.
Thấy Nhân là con trai út và cũng là đứa con duy nhất mà còn sống. Thầy tướng bảo rằng tổ tiên bà ăn ở quá nghiệt ngã đối với tá điền, cho nên bà phải gánh chịu hậu quả theo định luật đời cha nặng, đời con khá nặng. Năm đứa con chết yểu chưa đủ, luật nhân quả còn bắt bà cực quá bủa nữa. Chồng bà tự thương trong một tai nạn lưu thông lãng nhách, nhậu nhẹt say sưa, ông lảo đảo từ nhà hàng ra xe hơi riêng đậu bên lề đường, ông trượt chân, một chiếc xe gắn máy phóng tới, ông bị vỡ sọ, chết không kịp trốn. Bà cực lập trai đàn cúng tế, pháp sư nói là kẻ thù của dòng họ. Bà nơi có em vẫn chưa hả dạ, về sáu mạng đã chết, họ còn muốn giết bà, giết nốt Thế Nhân của đáng tội. Thế Nhân là người hiền lành, hiền lành quá mức cần thiết biến thành đồ và xa vợ. Con nhà giàu thì khỏi cần bằng cấp, do đó Thế Nhân rời ghế nhà trường khi còn ở trung học. Kể ra chàng ham chơi cũng không đáng trách, bạc tiền chất đống trong nhà băng, nhà không chàng không xài phí cũng buồng được cái. Dễ thương là chàng rất tốt, tốt với tất cả mọi người, đối với mẹ thì hiếu thảo tột bậc. Mẹ nói gì chàng cũng tuân theo, chàng chỉ không vâng lời mẹ mỗi một lần. Lần chàng lấy Mộng Hiền làm vợ, khi ấy bà cực sắp bị á khẩu. Bà ít đi đâu nên bà không biết rõ gia thế của con dâu tương lai. Tuy nhiên trong buổi trình diện đầu tiên, Mộng Hiền không chiếm được cảm tình của bà. Thế Nhân vui vẻ hỏi mẹ: mẹ có đồng ý Mộng Hiền vừa đẹp vừa ngoan không? Thì bà đáp: đẹp thì đẹp thật, mẹ ít thấy đứa nào đẹp bằng họ. Nhưng nó ngoan có tiếng mẹ ơi. Ông ngoại của con rất sành coi tướng, ông dạy lại cho mẹ. Mà nó có tiếng sát phu, mẹ sợ nó không thể ăn đời ở kiếp với con. Con xin mẹ xét lại, con không dám cãi mẹ. Nhưng mẹ ơi, con đã lỡ. Nó mang thai à? Thưa mẹ vâng. Đám cưới được cử hành trước nữa, Mộng Hiền bị xảo thai. Nửa năm sau lại có chuyện sinh đẻ đàng hoàng, phiền mà nổi đứa con mang bẩm tật miệng méo mắt lé, nó được các y sĩ lỗi lạc săn sóc mà chỉ sống được mấy tháng. Từ đó Mộng Hiền không mang thai nữa, trong nhà không khí bắt đầu ngột ngạt, bà cực bị câm đột ngột. Bà đành ứa nước mắt ngồi nghe tiếng bấc tiếng chì phát xuất từ cái miệng của miêu sáng mệt của con dâu. Thế Nhân tiếp tục bị nhục, chàng có vẻ ưu tư nhiều hơn. Mộng Hiền cũng ít lớn tiếng. Thời gian gần đây Thế Nhân mê cá ngựa, chủ nhật nào cũng thua lớn, Mộng Hiền vắng nhà luôn. Thỉnh thoảng vợ chồng mới ăn chung bàn, ban đêm mỗi người một phòng. Bà cực nhận thấy Thế Nhân còn yêu vợ, ý nghĩ ly hôn chưa bao giờ được chàng nói thành lời. Mộng Hiền lại càng không bao giờ đề cập tới vấn đề ấy, vì lẽ giản dị Thế Nhân được thừa hưởng gia tài đồ sộ. Tuy vậy bà cực có cảm giác sự yên lặng trong nhà chỉ là sự yên lặng tạm bợ, sự yên lặng để chuẩn bị, sự yên lặng ghê gớm trước cơn bạo lực. Sẽ đọc tiếp tận tâm. Cảm ơn quý vị. Xin được.